Ngà Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối 31 tháng 5 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31 tháng 5, hình thế gây mưa lớn chính là rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nối với áp thấp nhiệt đới trên biển, tạo ra một đợt mưa lớn kéo dài, gây ra nguy cơ về ngập lụt và sạt lở đất khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ. Khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối 31 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, đặc biệt là ở những khu vực dọc theo bờ biển, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa lớn với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển từ phía đông sang và gây mưa cho khu vực như là quận Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vì, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Trong sáng nay, vùng mây này gây mưa cho khu vực kể trên, sau đó sẽ lan sang các quận huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân trong các khu vực mưa lớn cần cẩn trọng và chuẩn bị phòng tránh kịp thời. Đồng thời, người dân theo dõi các cập nhật thời tiết mới nhất và tuân thủ các hướng dẫn an toàn. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực đêm nay và sáng mai mùng 1 tháng 6. Thủ đô Hà Nội có mây, sáng có lúc có mưa rào, sau không mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đồng bằng và Đông Bắc sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành.